Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ, kính thưa quý chúng chị, Trung đang ở bên nhà chú Tư Dễ, cũng lâu lắm rồi Trung mới quay trở lại ở đây. Hôm nay thì Trung đang đứng ở đây là vị trí mà cái nhà xây cho, cắt cho bệnh nhân ở đây quý vị. Cũng đang dở dang mà lúc từ mà Trung nói là đang tạm ngưng thì tới giờ thì không có xây dựng thêm. Tuy nhiên là cũng cái nền, cái móng đâu đó cũng đã đâu đó hoàn thiện hết 50% rồi, chỉ cần đổ đất lên nữa là sẽ hoàn thiện cái móng. Nhưng là quý vị cũng biết rồi là tình hình là chú Tư đang tạm ngưng hoạt động để đợi hoàn thành những thủ tục giấy tờ đủ pháp lý thì tôi hợp đồng, nên cái công trình này đang tạm ngưng và dự kiến là sẽ không làm thêm nữa. Thưa quý vị, không làm thêm nữa nha. Bởi vì lý do là sao thì chút nữa Trung sẽ nói cái số tiền mà đã làm ở đây bao nhiêu tiền, và chút nữa dự kiến sẽ làm cái gì Trung sẽ nói rõ cho bà con nắm rõ. Thời gian qua thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân hỏi tin tức của chú Tư, khi nào hoạt động trở lại, thì thật sự là Trung cũng không biết trả lời sao được đây. Tại vì cũng đang đợi cái giấy phép cái nhà trọ thế này thì cũng đang không có người ở gì nha. Rất tiếc, cũng rất cảm ơn những mạnh quân này đã hỗ trợ. Có 7 mạnh quân đã hỗ trợ ở đây, đã làm giúp cái ngôi nhà này giúp cho bệnh nhân. Nhưng bây giờ thì cũng đang tạm ngưng quý vị. Khác với cái khung cảnh là ngày xưa ở đây là đông đảo, nhộn nhịp và cũng tấp nập những bệnh nhân tới đây, thì bây giờ đã không còn những bóng dáng nữa. Đây, cái toilet cũng làm xong nhưng mà cũng không có ai ở quý vị nha. Đó, những cái bụi xả nè quý vị. Bụi xả hôm trước là ra đây nè, là xe đi qua liên tục quá rồi riết đè những bụi xả này nó bị xẹp lép. Bây giờ thì bên nhà nó thu hoạch luôn rồi. Bây giờ Trung sẽ đi vô để gặp chú Tư. Dạ. Thưa quý vị, cái bảng này chú Tư vẫn còn để nha. Chú Tư Dễ tạm thời ngưng hoạt động khám trong thời gian này, đợi cơ quan chức năng cấp phép, khi nào hoạt động lại phòng thuốc sẽ thông báo đến bà con, mong quý vị thông cảm. Đó. Cho quý vị nắm tình hình. Rồi, chào chú. Khỏe không chú? Khỏe. Dạ, hôm nay chắc khỏe vậy ha. Khỏe. Dạ. Hôm nay chú Tư thì không có làm bệnh. Không có làm bệnh, khỏe được. Dạ. Thời gian này cũng... Thành ra là hôm nay cũng khỏe, tại vì không có mất sức nhiều hả chú ha. Hôm nay chú, bà con cũng rất là quan tâm tới chú Tư á. Dạ. Là không biết là hôm nay trong thời gian vừa rồi á, là chú Tư... nghỉ ngơi hay là chú Tư làm cái gì á, thì chú Tư có thể chia sẻ cho khán giả biết được không? Được. Thì thời gian này là coi như là chính quyền địa phương này kia, người ta mình không có giấy phép á, người ta không cho mình làm. Mình tạm ngưng khi trông chờ có giấy phép đầy đủ đàng hoàng mới chú làm trở lại. Nhưng mà thời gian này bây giờ anh em cũng bệnh hoạn này, nhức nhói đau đớn chịu không nổi. Thì có người lại khóc lóc, thì như vậy bây giờ mình làm ở tại nhà không được, thì cũng cho nên làm thuốc men đồ này kia đó cho bà con mình đắp đỡ nhức đỡ đau. Đó cũng được, cũng đỡ được cái phần nào. Đó, nếu mà mình không đưa thuốc cho cổ nữa, cổ nhức nhói đau đớn chịu không nổi. Thì gì cũng nhiều ca lắm, mấy ngày nay cũng nhiều ca lợi lắm, toàn là ung thư vú, bú vú, bú này bú kia. Thì đi bệnh viện thì cổ chịu hết nổi rồi, nhức nhói đau đớn quá. Thì bây giờ trở lại kiếm thuốc nam đắp đó. Thì thuốc nam đắp thì tôi cho hàng ngày nhưng mà không làm tại nhà. Đó, đưa cho bà con lấy gì ở nhà đắp, bà cổ điện lại á, nói bây giờ đắp đêm nay ngủ được sáng đêm, không nhức không nhói không đau không đớn. Đó. Mừng quá ha. Thì tất cả chú ở đây làm là coi như là gửi đi là coi như là tự thiện không à. Đó, miễn phí hết tất cả. Không có nhận tiền bạc anh em nào, một đồng bạc nào hết. Đó, để có thí dụ đưa thuốc nam cho cổ uống thì
ai có tấm lòng bỏ cái thùng đó thì bỏ, không bỏ thì thôi, không ép buộc cái đó. Yeah. Không có, không bao giờ ép. Yeah. Nhưng để cái thùng đó gì? Để gom, để có như ví dụ người ta chở thuốc xuống á, mình đưa, mình coi mình khui coi được bao nhiêu để mình gửi cái tiền xăng dầu cho anh em người ta chạy lên để xuống lấy thuốc mình cung cấp cho mình đó. Dạ, có rồi. Bao nhiêu đó thôi, không có gì. Dạ. Đó, không hỏi thì đòi, với lại những bạc. Cái chi phí mà mình đi lại hay là mua đồ đạc bọc hay là những phi khác không chú ha, mua ngải này nó cũng là tốn nhiều tiền đúng không quý vị? Ngải mua rất là mắc. Dạ. Ngải. Dạ. À, như cái thuốc tha mà vô đừng nhiều. Cho đừng cho lửa dạ. Lói đó. Ừ. Đó là thuốc đó là mắc nhất. Đúng rồi, đa số chú dùng những ngải. Cái kế đó, cái thằng Liêu Hội á, Liêu Hội mình khoán cho nó mau tan á. Dạ. Thằng đó bây giờ một chỉ nó bây giờ biết nhiêu, 140. Dạ. Đó nhưng mà chú không tính tới, cứ làm cho anh em hết bệnh là cứ mừng à. Dạ. Đó. Thì bây giờ tạm ngừng thời gian khi chờ giấy có đầy đủ đàng hoàng đó, có thể là chú làm bình thường là trả lại. Dạ. Dạ. Cái chung cũng xin tóm tắt lại chú Tư nói rồi cái gì nha. Tức là trong thời gian mà chú Tư đang ở đây á thì một số bệnh nhân cứ liên tục liên hệ bởi vì bệnh nặng quá mà không biết cách nào để mà giúp cho sức khỏe tốt hơn á thì mới liên hệ chú Tư. Mà chú Tư nhìn thấy đau đớn quá thì Tư không cách nào ở đây chắc chắn là làm không được rồi bởi vì là chưa có giấy phép. Nên chú Tư mới bằng cách là gửi thuốc chú Tư ha. À đúng rồi. Để mà giúp cho những bệnh nhân đó thì trong thời gian vừa qua là cũng đã giúp khá là nhiều những bệnh nhân để mà điều trị giúp cho bệnh nhân sức khỏe tốt hơn nữa. Thì nói vậy thôi chứ mà những bệnh nhân cũ vừa rồi cũng liên hệ chú Tư á, chú Tư cũng có gửi những thuốc đúng không? À đúng đúng. Thành ra là số lượng cũng không ít chú quý vị, cũng liên tục ra thuốc như vậy á. Nên là cũng nói như là chú Tư ngưng thì cũng phải là chưa là ngưng. Chưa là ngưng. Ngưng là ngưng ở mà điều trị rồi bắt mạch kê toa hay là giúp bệnh nhân đó thôi. Nhưng mà ở đây là chú Tư giúp bằng một cách khác là chú thể là bà con nhờ chú Tư. Thì chú Tư giúp bằng cách là gửi thuốc đi. À, hoặc là bà con thỉnh thoảng lâu lâu cái bà con kẹt quá qua tới đây cái chú Tư gửi bóc vài thăng thuốc rồi gửi đi. Chứ không có hoạt động như ngày xưa. Đó là quý vị thông cảm. Trong lúc này chú Tư đang hoàn thiện những cái giấy phép, thủ tục, giấy tờ để quay trở lại, hy vọng là sớm nhất có thể. Thưa quý vị, với lại vừa rồi cũng nói chuyện với chú Tư về cái chỗ cái nhà ở về phía sau. Thì một cái nhà hiện tại là bệnh nhân đã có ở đây rồi. Với một cái nhà mà mình đang xây dựng dở dang á, thì chú có kế hoạch nào về cái nhà ở đó không? Về sắp tới nếu trường hợp chú hoạt động đó lại, chú có thể chia sẻ cho bà con được không? Thì bây giờ như vậy nè, bây giờ cái đó mình cũng như mình tạm ngừng thời gian, bây giờ mình tạm ngừng ha. Thì bây giờ thí dụ anh em bệnh ở xa nơi xa lại đó, thì bây giờ muốn được khoán hàng ngày thì anh em kiếm coi có cái nơi nào đó, thì ở đây bây giờ cũng như là tạm ngừng cái vụ mà cái nhà cửa đó cho ở lại đây. Dạ ha, mình tạm ngừng cái chỗ đó đi. Thì anh em kiếm coi chỗ nào đó, rồi chỗ nào có nơi đó. Yeah. Ví dụ nhà trọ ở đâu đó. Yeah. Đó rồi anh em cứ sáng lên lại khoán hoặc là chiều lại khoán. Dạ. Ha. Dạ hiểu rồi. Tức là chú Tư ý chú Tư như thế này, bởi vì vừa rồi cũng bàn tính chú Tư rồi. Tại vì cái lỗi mà trước kia mình đã làm thì mình cũng sẽ khắc phục là lỗi trật tự. Thì những bệnh nhân vừa rồi ở đây cũng đông á, rồi cái đường xá ra vô cũng hẹp nữa. Thành ra là sẽ ảnh hưởng tới dụ bà những hàng xóm rồi những con khu phố ở đây. Thành ra là sắp tới nếu chú Tư mà có giấy tờ đầy đủ hết xong hoạt động lại á, thì xin quý bệnh nhân mình thông cảm là mình chú Tư không thể là nhận bệnh là ở lại đây được nữa. À, bởi vì là sợ an ninh. À, thì nếu chú Tư không là hoạt động nữa thì lúc đó càng chết nữa. Đó cho nên là sau này cái hướng của chú Tư là bà con mình muốn trị bệnh á thì kiếm những cái nhà ở phía bên ngoài. Bên ngoài để cho mà trị bệnh. Thì đó là cách để mà sau này bên khu phố mình cũng không còn gây khó dễ về việc trật tự cho chú Tư, để chú Tư còn làm lâu dài cho bà con. Nên cái việc cái nhà mà sắp tới đang làm ở dở thì cũng sẽ tạm ngưng quý vị nha, sẽ tạm ngưng, không hoạt động, không tiếp tục xây nữa. Thì đó là quý bà con mình thông cảm. Chút xíu nữa Trung sẽ tổng hợp lại số tiền của bà con mình gửi và Trung cũng có một vài lời về nhắn nhủ của đó. Thì bây giờ chú Tư ha, con xin phép con đọc lại những bà con mà mình đã gửi gắm làm nhà cho chú Tư á. Với lại những bà con mà gửi gắm để mà cho chú Tư mua thuốc men rồi sinh hoạt, chi tiêu sinh hoạt á. Thì Trung sẽ làm tới hai phần như vậy. Đầu tiên là chỗ làm nhà cho chú Tư á.
là đầu tiên là chó Mạnh Thường Quân không lấy tên, chạy ráp thì hỗ trợ 500.000, Dương Ngà ở Thủ Đức hỗ trợ 1.000.000, Nguyễn Thị Hải ở Cần Thơ hỗ trợ 2.000.000, gia đình chị Mỹ Dung hỗ trợ 25.000.000, anh Vinh ở Cần Thơ hỗ trợ 2.000.000, Hồ Ngọc Diễm hỗ trợ 2.000.000, Cô Thùy ở Thủ Đức hỗ trợ 3.000.000, Mạnh Thường Quân không lấy tên ở Hà Lan hỗ trợ 5.000.000, chú Linh ở Mỹ hỗ trợ 7.050.000, Bùi Đức Liêm hỗ trợ 30.000.000, thầy Nguyễn Thành Tài hỗ trợ 50.000.000, chú Tư Hòa hỗ trợ 3.000.000, anh hai chị Nguyễn Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2.000.000, Phạm Thị Quyết ở Nha Trang hỗ trợ 2.000.000, Nguyễn Thị Cẩm Nhung hỗ trợ 2.000.000, gia đình anh chị Khánh hỗ trợ 200 Canada, anh chị Vũ Huỳnh và Tạo hỗ trợ 100 Canada, Hiếu Phổ Mẫn và Hạnh Phổ Mãn hỗ trợ 200 Canada, Alan Trầm và Hạnh Phổ Mãn hỗ trợ 200 Canada, Chính Quách hỗ trợ 4.700.000, hai Mạnh Thường Quân không nói tên ở Bình Chánh hỗ trợ 20.000.000, Thái Văn Dũng hỗ trợ 1.000.000, Cao Văn Thế hỗ trợ 1.000.000, Mạnh Thường Quân không nói tên ở Bình Phước hỗ trợ 1.000.000, chú Sĩ ở Bình Nhân hỗ trợ 500.000, thầy Hòa ở Vĩnh Long hỗ trợ 3.000.000, chị Kiều Hồ Chí Minh hỗ trợ 500.000, Kim Huỳnh hỗ trợ 5.115.000, hai Văn Trần ở Mỹ hỗ trợ 11.800.000, Nguyễn Thị Thu Vân hỗ trợ 2.000.000, Cẩm Hằng ở Tây Đức hỗ trợ 15.000.000, cô Yên Nguyễn hỗ trợ 11.800.000, Sinh Doherty hỗ trợ 7.080.000, Nhung Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 7.080.000, Only Trần và chị Chánh hỗ trợ 1.800.000, cô Thừa ở Đắk Lắk hỗ trợ 2.000.000, Nguyễn Thị Kim Phượng hỗ trợ 1.000.000, Mai Thị Kim hỗ trợ 3.000.000, Dương Thị Diễm Thúy hỗ trợ 200.000, Trương Thị Cảnh, Lê Hữu Thiện ở Canada hỗ trợ 18.000.000, Mạnh Thường Quân không có tên ở Mỹ hỗ trợ 20.000.000, cô Tâm Vũ hỗ trợ 40.000.000, tổng số tiền mà hỗ trợ làm nhà là 326.615.000. Tới vậy là cái số tiền hiện tại quý vị nha, hiện tại mà sở đó hỗ trợ là 326.615.000. Thì nói chung là cái phần làm nhà này thưa quý vị là dự kiến là 300.000.000, tuy nhiên là bây giờ thì tình hình là có sự thay đổi, thành ra là không làm nữa, nên cái tiền này thì sẽ không dùng tới. Hiện tại cái số tiền mà làm móng á quý vị, làm móng mà nhà đó hiện tại đã làm một lỡ dở đó, thì theo tổng kết của bên thợ là cái số tiền đó làm là 18.000.000. Thì cái này là cũng là chuyện xua đuổi không may, nhưng mà cái này thì cái phần 18.000.000 mà để làm móng đó thì Trung xin gọi là một phần ở đó, xin chịu trách nhiệm về phần này, cho nên cái tiền đó thì Trung sẽ là người gánh vác về 18.000.000 đó. Tại vì cái này là Trung cũng muốn gánh vác một trách nhiệm của mình thôi quý vị nha, tại vì cái này cũng như là mình cũng có việc trong này. Còn cái số tiền mà Mạnh Thường Quân vừa rồi Trung đọc á, quý cô chú anh chị mình nếu trường hợp muốn rút lại thì cứ liên hệ lại Trung, hoặc là quý vị muốn chuyển vào làm những hoạt động từ thiện khác thì cũng liên hệ lại Trung, để cho Trung sẽ sử dụng cái nguồn tiền đó để giúp rất nhiều công việc cho bà con khác. Rồi còn một việc thứ hai là chỗ tiền thứ hai quý vị, là cái chỗ tiền mà quý vị cô chú anh chị mình gửi gắm cho chú Tư, để cho chú Tư là mua ngải hay là dùng các hoạt động khác á. Thì ở đây thì Trung có xin đọc quý vị nha, xin đọc ở đây. Mạnh Thường Quân, Nhung Nguyễn ở Mỹ là 7.080.000, Only Trần chị Chánh ở Canada 1.800.000, cô Thừa ở Đắk Lắk hỗ trợ 500.000, chị Đào Sáu ở Mỹ hỗ trợ 5.000.000, anh Kề Núi Cấm hỗ trợ 2.000.000, Huỳnh Nhật Trung 500.000, cô Thừa Đắk Lắk hỗ trợ 2.000.000, Mạnh Thường Quân không nói tên ở Mỹ hỗ trợ 10.000.000, tổng số tiền là 28.880.000. Và vừa rồi Trung xin phép là đọc cái sự tiền mà đã chi chú Tư ha, chi ra. Thì hôm trước mà Trung thuê cái xe tải á quý vị, thuê xe tải mà vận chuyển thuốc nam xuống này á là 2.500.000, tiền ngải rồi gửi cho chú á mới vừa rồi á thì 900.000.
rồi máy số thứ tự á, rồi anh Tuấn là hỗ trợ là 4,5 triệu, còn lại 3 triệu á, thì là cũng đưa vô này là 3 triệu nữa. Và những linh tinh mua lặt vặt cái chú, lặt vặt linh tinh mua này nọ á, hôm trước á thì là 705 nghìn, tổng số tiền đã chi là 7,105 triệu, số tiền còn lại là 21,775 triệu. Thưa quý vị, đây là số tiền mà quý của chú anh chị mình gửi cho chú Tư. Thành ra là Trung sẽ là gửi chú Tư để mà dùng cho cái công việc của chú Tư. Tại thì thuốc men hay gì đó chú Tư nói chú Tư là ngưng, nhưng mà chú Tư vẫn đang hoạt động để mà giúp đỡ những bà con hiện tại. Đúng vậy nha. Vô sổ Khmer. Dạ, lấy sổ à. Lấy sổ Khmer. Chú Tư mà là cái gì là mạnh thương mình gửi là điều vô sổ hết rồi vậy nha. Đây là cái danh sách mà Trung ghi rất là rõ ràng chi tiết. Tất cả những cái tiền mà Mạnh Thường Quân mình gửi á, thì Trung làm rất là chi tiết rõ ràng. Tuy nhiên mà mình nghĩ là cũng không dám chắc chắn rằng là Trung làm 100% là hoàn chỉnh. Có những cái nào mà nếu thiếu sót á, thì quý cô chú anh chị mình cứ liên hệ Trung để mà Trung kiểm tra lại có những cái thiếu sót nào. Đây là cái số tiền mà Trung đã chốt lại trong đợt trước, và cũng có dự đồ cũng có một Mạnh Thường Quân đã liên hệ Trung là chuyển số tiền đi hoạt động từ thiện khác thì Trung mới trừ ra, nên thành ra nó không nguyên giống như là số tiền trước, nên là số này là số mà hôm trước là Trung đã đọc và cũng đã trừ thêm nữa nè, thành ra khác số bây giờ nha. Đây sổ ghi bình tiếng Khmer. Đây là những người đây chú Tư nha. Trong này á, là số tiền còn lại này con đánh nè là 21,775,000 nha. Con đưa chẵn luôn là 21,800,000. Giờ chú Tư ghi Mạnh Quân hả? Đây. Viết hả? Có không? Để biết khác rồi. Mua để thắt học trò đó chưa xài nó. Dạ. Yeah. Năm nào cũng phát hết. Ủa chú phát là phát sao? Mấy học trò trong này nè, mấy người học trò nghèo á. Dạ. Sẵn chim ngưỡng chú Tư viết bằng là tiếng gì chú? Cái này tiếng Miên, chữ Miên. Chữ Miên. Rồi số là 2 mấy triệu đó. Là số 2 mấy triệu hả? Đây. Tổng cộng đó. Rồi tổng cộng là những mạnh quân nào đóng góp á, con ghi rõ ở đây nè. Rồi cái này là cái phần chi nè, nói chi cái gì con ghi rất là rõ ở đây. Để có tật tự hết mới được. Dạ. Số còn lại là 21,800,000 đồng này. Dạ. Rồi bây giờ thí dụ chung cư đi mua ngải đi hết bao nhiêu như mình rút cái thằng này ra trả anh ta. Dạ, dạ. Đó, hang. Dạ. Hiện tại cái ngải chú Tư dùng á bây giờ cũng khá là nhiều, tại vì ngải nó nhất là chỗ ngải đen á. Nhất là ngải đen với ngải chống độc á, hai thằng đó là giúp cho bà con mình bớt bệnh khá là nhiều, cái ngải chống độc phải không? Dạ đúng rồi. Anh là Trung đang mua nhiều hai lò đó cho. Nhưng mà cái chú xài cái thuốc này nó rất là hiệu quả, hết thì dạ. Không bảo đảm nhưng mà cái hiệu quả cũng khá lắm à. Dạ đúng rồi. Cũng nhiều lắm. Đúng rồi. Dạ cái gì bây giờ chú Tư cứ cầm đi, rồi chừng nào mai mốt rồi mới cũng mua bao nhiêu rồi công báo chú Tư sau. Dạ đó có. Dạ. Cứ vậy ha. Dạ. Nếu mà không có Chung này giúp đỡ thời gian này á, nợ thuốc á lúc đầu rồi. Lúc đầu à? Lúc đầu rồi đó. Dạ. Thì con chứ là cái người trung gian truyền thông cho bà con thôi, thì như vậy thôi, chứ còn cố gắng thôi. Chú Tư thấy tôi giúp đỡ bà con thì con cũng mới giúp chú Tư một phần ở đó để chú Tư làm công việc tốt của chú Tư. Thưa quý vị, thì hôm nay clip này Trung để cập nhật cho bà con biết tình hình như thế nào, để nhiều bà con rất là thắc mắc hỏi. Như vậy bà con nha, thì Trung cũng xin khép lại video đây luôn. Cảm ơn và Trung xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả bà con của chú anh chị mình luôn luôn khỏe mạnh, để mà không phải rất là cảm ơn. Không phải tới gặp chú Tư nữa. Khỏe mạnh không gặp chú Tư đúng không? Dạ. Mạnh khỏe khỏi gặp nữa. Dạ. Rồi bây giờ bye bye chào tạm biệt luôn. Dạ.